Kính bạch sư phụ, có một vị Phật tử đã thọ giới Bồ Tát, mà khi đã làm phạm giới Bồ Tát phải sám hối với ai và làm cách nào cho hết tội, và cái giới Bồ Tát còn hay là bị mất đi? Kính xin sư phụ khai thị cho. Sám hối thì có còn không có bị mất. Là sám hối với người thọ giới Bồ Tát. Nếu mà mình thọ giới Bồ Tát tại gia thì muốn sám hối là sám hối người mà cũng thọ giới Bồ Tát tại gia cũng được. Mà muốn sám hối với người mà thọ giới Bồ Tát xuất gia cũng được. Nhưng mà muốn sám cái tội mà Bồ Tát thì phải mà sám hối với cái người mà đã có thọ giới Bồ Tát. Còn sám hối cái ngũ giới đó, nam giới đó, thì phải sám hối với cái người có thọ ngũ giới đó. Mà cái sám hối đó thì rất dễ, chỉ là nói bây giờ á, cũng như mà tôi vô ý tôi phạm cái giới này, xin ông chứng minh á, về sau tôi không có phạm nữa. Kính bạch sư phụ, thí dụ như mình phạm giới Bồ Tát này thì mình vừa móng khởi tâm, mình lấy một vật gì thì còn, ví dụ như mình vừa khởi tâm muốn lấy trộm một vật gì đó thì mình phạm giới còn sám hối được. Còn thí dụ như mình phạm giới ba la di sư phụ, làm cho một vị khác không tu hành được vậy đó, rồi mình phải làm cũng sao? Cũng sám hối được, giới Bồ Tát hoàn toàn là sám hối được. Dạ.